Thưa quý vị, mối quan hệ vừa ấm lên của Mỹ-Cuba dường như lại bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt với quyết định rút 60% nhân viên ngoại giao về nước của Mỹ mới đây, cũng như ngừng cấp thị thực nhập cảnh vô thời hạn cho công dân Cuba. Phản ứng với vấn đề này, Cuba cho rằng đây là quyết định hấp tấp có thể gây ảnh hưởng quan hệ song phương. Đồng thời, Cuba dự đoán ngành du lịch nước này có thể chịu nhiều hệ lụy. Trong một phản ứng đầu tiên sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ rút bớt số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana, giới chức Cuba tuyên bố đây là quyết định hấp tấp và Cuba không hề có trách nhiệm liên quan đến các cáo buộc về vụ việc tấn công bằng sóng âm làm ảnh hưởng sức khỏe của 21 cán bộ nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba. Chúng tôi cho rằng quyết định mà chính phủ Mỹ thông qua là quá vội vã và sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, đặc biệt là các hợp tác chung và những trao đổi có tính chất đa dạng giữa hai nước. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Cuba sẵn sàng để tiếp tục hợp tác với Mỹ làm rõ cuộc tấn công bằng sóng âm vừa qua. Trước đó, Washington đã thông báo quyết định rút gần 60% nhân lực phái bộ ngoại giao của mình tại La Habana và cảnh báo công dân Mỹ không nên tới Cuba, đồng thời ngừng các hoạt động cấp thị thực nhập cảnh thông thường tại La Habana sau khi xảy ra các sự cố mà Mỹ coi là các cuộc tấn công bằng sóng âm. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại La Habana do vụ việc này. Việc tấn công bằng sóng âm được xác định đã kéo dài trong vài tháng gần đây, khiến những người bị ảnh hưởng mất thính giác, thường xuyên chóng mặt và đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không loại trừ khả năng có một nước thứ ba đứng sau các vụ tấn công bằng sóng âm nói trên. Bước thụt lùi trong quan hệ hai nước này đã thể hiện sự ảnh hưởng rõ nhất là trên mặt du lịch. Nhiều khách du lịch Mỹ cảm thấy khá thất vọng vì Cuba đối với họ là một nơi du lịch rất thú vị. Tôi thật sự thấy tiếc, ở đây rất dễ chịu, tôi không hề cảm thấy bị đe dọa gì hết. Tôi rất thích nơi này, cảm giác rất an toàn, mọi người thì thân thiện chào đón. Vì vậy tôi không hiểu sao chính phủ lại phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa và cảnh báo du lịch ấy. Tôi không hề cảm thấy nguy hiểm gì cả, mọi người ở đây rất thân thiện. Đây là một nền văn hóa rất hiền hòa và môi trường rất yên bình. Không có chuyện người dân có súng như ở Mỹ, tôi thấy nơi đây rất an toàn. Còn bản thân những người dân bản xứ Cuba đang ăn nên làm ra nhờ ngành du lịch thì lo lắng đang thường trực với họ với quyết định của chính phủ Mỹ. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi do sự sụt giảm du khách Mỹ, thu nhập sẽ giảm.